ở đâu? À, kiểm tra mụn em. Không thể được bởi vì okay. Em mặc phải còn ra ba mà. Ông bố gì gì dứa thích sữa rửa mặt lên. Bên ba của chị này cứ ông bố cái gì. Mà rửa cái sữa sớm nhỉ. Sò thoáng mặt tết nhất rồi có chị đâu. Ừ. Thảm chị thấy khó chị nó chị không mặt. Sao vẫn còn cái hôm chị mua một cái rượu con. Ngày này rửa hay lắm. Tối về thì rửa nhiều hơn, tối về thì rửa một lần ít xong lại bận ha, tối mình đi làm cả ngày nữa. Gì? Gì?
Ui. Chị làm gì em ấy? Cắm lên banh này đấy. Bao nhiêu phút rồi anh? 7 phút 52 giây. Chị lấy cái mặt này qua hết rồi chị. Ơ, 10 phút rồi. Em định quên một cái nữa. Được không? Được.
Có một chị xong rồi chứ còn lại đây. Chị đây. Tôi lại đây rồi. Chị. Nó chị ạ.
Nhưng mà những mặt kia là này. Biết rồi đấy nhá, vừa mới nghe thông tin. Ôi ôi. Mới nghe à? Ừ. Vừa mới nghe thông tin. Ừ. Xa xôi. Sao thì chuyển lên nhà chị nữa. Ừ. Thích quá. Hợp lý quá. Vì là cứ cho sữa vào mặt nên nó cứ làm dọn khó chịu lắm. Rồi chống nắng thì vẫn bôi, ý là thế sao nó bị à? Bị quá phải mí. Thế là thôi. Không là thôi. Hạn chế ở cái chỗ đấy. Chỗ trên mắt thì không thể không bôi được. À. Dưới đấy mình có thể không bôi cũng được. Ừ. Mình thay khẩu trang từ 3 5 tiếng là thay luôn. Thay khẩu trang thường xuyên. Lại cứ một ngày như này. Như bọn em không nên định mà em cũng vào máy thay nhiều lắm. Em mua mấy à? Em lấy từ gần trước. Bánh nhiều cái kép á chị nè. Ui xanh nè. Trên hết bụi rồi. Từ từ nhé, nốt cũng hết rồi.
cho em mượn giường tẹo nhé. Thank you.